của ban tổ chức và nhà tài trợ Diana cho 20 thí sinh đến với chương trình Đi tìm điểm số. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, bạn Thu Huyền là người may mắn chiến thắng bước vào vòng thi đặc biệt. Và xin mời bạn cho biết cảm tưởng của mình lúc này như thế nào. Bây giờ thì em cảm thấy là vừa vui sướng mà vừa hồi hộp. Quá sớm thì bạn lại phải hối tiếc vì mình đã được quá ít, chứ mà được quá muộn. Đôi khi tiếp theo thì mình đã đi quá. Khó nào, một chút xíu thôi. Cũng khi nào một chút xíu thôi nào. Thì sớm thì chưa đôi, họ buồn. Đôi khi mình cũng cẩn trọng, phân tích tình hình thật kỹ. Không biết chiến lược của bạn trong chương trình hôm nay là gì? Được xem tôi khi nào có một cơ sở tương đối chắc chắn một chút. Tâm chưa, nếu mà em cảm thấy cái phần may mắn của mình như hôm nay mà nhiều thì em sẽ mở hết cái tặng luôn. Mở hết, cuối cùng rồi biết đâu được. Và biết đâu được phải là đường phát kỷ lục đầu tiên để đạt kết quả cao nhất. Chúng ta bây giờ cùng gặp tay chúc mừng bạn Huyền bước vào vòng thi. Bạn giữ lại cặp của mình là thay đổi số 19 của bạn giữ lại, xin mời bạn Huyền thanh tiền. Bạn nữ tiền nào mà fan đó. Và bây giờ thì tất cả những giá trị bên trong 20 chiếc cặp đã được hiển thị ở bảng phía sau. Từ 1 đồng cho đến 50 triệu đồng, cặp 10 chiếc cũng có một giá trị của nó trong đó. Nhưng mà nó sẽ được mở ra vào những chiếc cuối cùng. Còn bây giờ những cơ hội của bạn như sau, bạn sẽ chọn 5 cặp, 4, 3, 2, 1. Giữa những lần như thế, ngân hàng sẽ chào giá. Nếu bạn mở ra những con số nhỏ, ngân hàng chào giá cao, và số lớn thì ngân hàng sẽ chào giá thấp. Cho nên làm thế nào để giữ được 3 con số cao nhất?